Em xin kính chào ban điều hành CC Talk. Em tên là Nguyễn Hoàng Mỹ Linh. Hôm nay em xin được cắt tinh cho Dom 999. Sau đây em xin trình bày ca khúc Tâm sự cùng người lạ. Ngày buồn rơi rơi là ngày mà anh xác tôi đợi hoài cho hoài mà rồi người đâu không tới. Sao anh không một lời rằng trước với tôi người ơi. Đành ngậm ngùi về nhìn từng hạt mưa bay bay. Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai. Không ai khâu lành lại đành cứ thế đi miệt mài. Because I'm so lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng em vẫn thấy do mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng chỉ riêng em thôi. Nên đôi khi em muốn tâm sự cùng người lạ, một người không Nico.